demo cái việc là mình share một cái bài mà đang set ở chế độ friend, thì khi mình share xong public có thấy được hay là không. Ví dụ đây là bài của bạn Trân, bạn Sang Sang, bạn đang set bài là ở chế độ friend. Xin phép Sang Sang cho anh share cái bài này để demo chức năng. Anh sẽ nhấn share. Share now. Đang share ra public và đây là Sang Sang. Okay, nhấn share photo. Như vậy cái này đã được share vào cái timeline của em rồi. Nhưng mà đây xuất hiện timeline của em ở chế độ public. Vấn đề là những người khác có thấy được hay là không. Ví dụ khi em view as public, đây public, thì người ta không có thấy được cái bài share vừa rồi, bởi vì bài share vừa rồi đã được set ở chế độ friend của bạn Sang Sang mới được xem. Và khi em share thì cái việc share đó nó vẫn giữ nguyên là bạn của Sang Sang mới được xem, cho dù em share ra public thì bạn của Sang Sang cũng mới được xem mà thôi. Ví dụ đây public, khi em view, ví dụ như em view là anh Hiệp, Trần Hiệp, thì đây em thấy cái bài share Sang Sang. Nhưng khi em view public là người dùng không có phải là bạn chung thì không thấy bài đó nữa. Em sẽ xé cái bài, xóa bài share này. Delete. Delete post. Quay trở lại cái bài của bạn Sang Sang. Sang Sang đâu rồi? Sang Sang. Không thấy bài đó nữa. Ok, nói về bài khác. Ví dụ như bài của Khoa, khi em nhấn nút share ở dưới đây, đây Nguyễn Hùng Đăng Khoa, choose a specific audience for this post, có nghĩa là chỉ những người mà Hùng bạn Khoa này đồng ý để share, để những người bạn, những cái khi bạn Khoa viết cái bài post này, bạn Khoa set audience, set những người đọc là những người nào, những bạn của bạn Khoa và accept những người nào đó, thì khi em share lại chị cũng chỉ những cái đối tượng nó xem một thôi. Ví dụ như là khi em share lại thì bạn của tất cả những người bạn chung của em Khoa xem được, tất cả những người như anh Lộc không phải là bạn của Khoa thì sẽ không xem được cái này. Nó là như vậy. Thì em sẽ share cái status này một lần nữa. Nhưng mà bảo đảm là anh Lộc và vào Facebook của em là anh Lộc sẽ không thấy. Mặc dù nó nằm ở đây, public, nhưng khi anh Lộc vào Facebook của em, anh Lộc sẽ không thấy. Ví dụ như là em view as. Ví dụ em view as anh thì anh Thành Lộc không không có thấy được cái bài post lúc này. Thành Lộc không thấy được. Đó là như vậy. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh em.